Rồi, mà các bạn chuyển qua phần tiếp theo, đó là speaking practice. Trong phần này tôi hướng dẫn các bạn nói một cái bài nói, nó thuộc cái phần 2 của cái đề thi đó. Cue card. Các bạn được đưa một tấm thẻ. Trong một tấm thẻ đó nó có cái gì? Nó có cái này thôi nè. Trong một tấm thẻ giám khảo trao cho bạn, bạn chỉ thấy cái phần này thôi nè. Đó là cái gì? Thông tin đó các bạn buộc phải tự đọc tự hiểu thôi, và có 1 phút để chuẩn bị. Đó, describe an important occasion you have attended. Lập tức để ý cái từ you have attended. Hãy mô tả một cái dịp đặc biệt mà bạn đã từng tham dự. Suy ra nó đã xảy ra rồi đúng không? Và các bạn thấy gợi ý nè, phải nói cho bằng được dịp đó là dịp gì, dịp đó dành cho chuyện gì, và trong dịp đó bạn đã làm cái gì. Trong buổi tiệc đó bạn đã từng làm gì, bạn à xin lỗi, đã dự tiệc đó ở đâu, và buổi tiệc đó nó gây hứng thú hoặc là gây ấn tượng cho bạn như thế nào. Chúng ta lập tức để ý rằng đây là một cái đề tài liên quan đến một trải nghiệm trong quá khứ, và xác định ngay rằng chúng ta phải dùng thì quá khứ đơn để biểu diễn là chủ yếu nha. Tôi phải nói ngay là rất nhiều người gặp cái lỗi khi gặp cái dạng đề tài yêu cầu nói về quá khứ mà toàn là dùng câu ở hiện tại đơn thôi. Hiện tại đơn hoặc hiện tại tiếp diễn, mở miệng ra là I go hoặc I play, I am going, I am attending. Nó bị sai về ngữ pháp, dẫn đến sai nghĩa mất rồi. Được chưa các bạn? Rồi, trong cái phần huấn luyện, đề nghị các bạn nhanh tay lẹ mắt ghi chú ngay vào cái phần để trống này này. Đây là một cái phần gợi ý thôi nha. Đây là một cái phần luyện tập có kiểm soát. Đề nghị các bạn làm tốt cái phần có kiểm soát này theo mẫu gợi ý. Khi chúng ta giỏi về kỹ năng và nhuần nhuyễn rồi, thì trong phòng thi chúng ta hoàn toàn có thể nói những thứ theo ý tưởng riêng của mình, đúng không các bạn? Rồi. Now take a look. Now here, take a look here. Rồi, nếu chúng ta nhìn qua cái này đã hiểu. Thì ngay câu đầu tiên các bạn hoàn toàn có thể nói ý này về quá khứ ha. Tôi hân hạnh tham dự buổi tiệc Giáng sinh của anh trai tôi năm ngoái tại nhà của anh ấy. I was honored. Những cái cụm từ khá đặc biệt này nè, để nâng tầm về khả năng dùng từ vựng, ghi thật nhanh vô nha. I was honored. Từ đặc biệt ha, chữ H này có viết nhưng không không phát âm, đó là từ H cầm. Honored. Tôi rất hân hạnh được tham dự tiệc Giáng sinh ở nhà anh trai năm ngoái. Đó là năm ngoái thì nó phải là quá khứ nè. Nhưng khi chúng ta nói rằng anh tôi tổ chức hàng năm thì câu này lập tức biến về hiện tại đơn. Này là kể về cái thói quen thôi ha. Năm nào anh ấy cũng tổ chức. He celebrates it every Rồi, năm ngoái thì chúng tôi có một cái buổi tiệc dạng potluck. Potluck có nghĩa là cái dạng tiệc góp thức ăn đó các bạn. Thấy cái này có quen không? Nó ở Việt Nam hồi xưa thì rất là hiếm ha, nhưng về sau cái phong cách này nó bắt nguồn từ phương Tây, thì các bạn trẻ Việt Nam nó bắt 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 chước tổ chức rất là nhiều, đặc biệt là các thành phố lớn, ai cũng đi làm, ai cũng bận bịu hết, rất là nhiều nhiều việc, thành ra tổ chức tiệc chủ yếu là gặp gỡ, nói chuyện, trao đổi thôi. Còn thức ăn thì đề nghị mỗi người mang một phần nè ha. Potluck party, nó mang nghĩa nó là cái dạng tiệc đó đó, mỗi khách mời mang một phần thức ăn tới.
Đó, bây giờ bắt đầu hỏi nhau xem mày mang cái gì, tao mang cái gì, cho nó khỏi trùng lặp. Mỗi khách mời đã mang một cái phần thức ăn rồi tới đó ăn chung. Đó, enjoy the food together. Nhưng còn gia chủ bận bịu quá, đâu có nấu nướng được, không thể nào đi chợ được, mà cũng chi phí nó mắc mỏ quá. Đó, thành ra cái dạng tiệc này mà rất là nhiều người thích thích lắm. Mỗi khách mời tới tự mang, chủ yếu là tới có thời gian gặp gỡ trao đổi với nhau hoặc là nghe nhạc hát hò với nhau, nó mới là quan trọng. À, rồi mà các bạn ghi những cụm từ đó thật nhanh nha. Potluck, potluck, honored, honored. À, mà các bạn nói, bắt đầu tập nói cứ câu đầu tiên nào. I was honored to attend a Christmas party of my brother last year at his home. I guess, câu đầu tiên thôi, tập nói đi nào. I was honored to attend a Christmas party of my brother last year at his home. I was honored to attend a Christmas party of my brother last year at his home. I was honored to attend a Christmas party of my brother last year at his home. And the second, cụm thứ hai nào. He celebrates it every year. Last year, we had a potluck party, you know. He celebrates it every year. Last year, we had a potluck party, you know. Potluck party, potluck, potluck. Các bạn có thể đọc theo kiểu Mỹ potluck, cũng có thể đọc theo kiểu Anh potluck, potluck, potluck. Cái chữ potluck viết rời ra nha, potluck. Viết nó rời ra nào. Nó không có dính vô đâu. Pot lock. Potluck party. Now again. He celebrates it every year. Last year, we had a potluck party, you know. Rồi. Nói cái ý tiếp theo đi nào. Mỗi người đã mang một phần thức ăn rồi tới đó ăn chung. Mà mẹ nói nhá, open the mouth, speak aloud. Nguyên tắc quan trọng nhất, tập nói, mở miệng nói to, lập nhiều. Each guest brought a portion of food, then we all enjoyed the foods together. Mở miệng nói to. Each guest brought a portion of food, then we all enjoyed the foods together. Each guest brought a portion of food, then we all enjoyed the foods together. Cái okay. Ý thứ hai là gì? Nói buổi tiệc này, giả ví dụ nha, tổ chức cái dạng barbecue. Dạng barbecue là dạng này nè, các bạn thấy chưa? Đó, barbecue là dạng thịt nướng á. Tiệc tiệc thịt nướng, cái phong cách này nó không phải ở Việt Nam đâu. Nó du nhập từ nước ngoài, đặc biệt là các nước phương Tây. Bên các nước phương Tây người ta tiêu thụ thịt nhiều lắm. Quá nhiều thịt cũng không tốt, gây ra đủ thứ bệnh, nào là gout, bệnh gout, hoặc là các tế bào ung thư, nó rất là thích thịt, và vì vậy người ta, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên là hạn chế thịt, nó là như vậy. Rồi nếu chúng ta muốn nói rằng cái phong cách buổi tiệc này theo dạng tiệc thịt nướng, tôi thì tôi mang cá và thịt bò. Mặc dù nó là tiệc thịt nướng nhưng mà người ta thay thế thịt bằng cá đi, đúng không? Tôi rất là lành mạnh, thay thịt bằng cá. Cá nướng ăn cũng ngon mà. Rồi những người khác thì mang gì? Mang bắp. Mang bắp, bắp ngô đó. Rồi bắp ngô nướng, rồi rau củ.
Rồi cùng là tôm nữa, mang cả tôm, shrimps. The party was barbecue style outside. I brought along some fish and beef. Others brought some popcorn and vegetables and also shrimps. The party was barbecue style outside. I brought along some fish and beef. Others brought some popcorn and vegetables and also shrimps. Đi ăn tiệc barbecue mà mang bắp bắp ngô đi, bắp bắp bung giống như ăn trong trong rạp chiếu phim thì không có hợp tí nào ha. Bạn nào hoàn toàn cũng có thể mang 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 ngô đi thôi, some corn, some corn, corn and vegetables đó, mang ngô đi để nướng thôi. Còn mà cái dạng mà bắp bung như vậy á, nó ăn nó cũng không hợp. Rồi các bạn hoàn toàn có thể thay bằng chữ từ corn. Now speak along. The party was barbecue style outside. I brought along some fish and beef. Others brought some popcorn and vegetables and also shrimps. Corn on the cob. Đó, người ta đi tiệc này người ta mang bắp, bắp nó còn nguyên cùi á, nó cái bắp mà bắp sống á, ra tới rồi một hoặc là luộc hay là nướng, nướng rồi ăn rồi uống với rượu vang nó mới hợp chứ. Corn on the cob, còn popcorn nó là bắp bung, bắp nổ rồi, ai mà mang đó mà đi ăn ăn barbecue nghe nó không hợp ha. Corn on the cob, mà các bạn đọc lại đây, corn on the cob. Shrimp, shrimp, tôm, tôm sú, tôm, con tôm. Now take a break, mà các bạn giả lao nha. 5 minutes break.
Welcome. Các bạn quay lại nha. Chúng ta nói phát âm lại cái từ con tôm nào. Shrimp. Shrimp. Còn bắp trái, trái bắp, trái ngô đó. Corn on the cob. Corn on the cob. Rồi, và vì vậy chúng ta đã giải quyết được vấn đề là tiệc gì, nó dành cho dịp gì, what it was for, what you did. Chúng ta đang mô tả những gì chúng ta đang làm nè, mang cái gì. Còn nơi chốn thì chúng ta đã xếp nó lên đầu tiên rồi. Tiệc Giáng sinh ở nhà của anh trai. Nó chúng ta giải quyết được tất cả các chi tiết này, tuyệt đối không bỏ chi tiết nào. Thứ hai, tôi phải nhắc lại một lần nữa là kể về quá khứ thì động từ buộc phải lưu ý dùng động từ cột 2. Chứ đừng có nói là bring. Đổi thành cột 2 của nó là brought. 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 We had. Had. Nó. Ate. Chúng tôi đã ăn hải sản. Nó. Người thì mang bắp, người thì mang rau, người thì mang tôm. Ăn hải sản nè. We ate. Say ate. Chứ không phải là eat đâu. Eat. Không phải đổi thành cột 2 của nó. Ate. Mà các bạn nói lại cái ý trước. The party was barbecue style outside. I brought along some fish and beef. Others brought some corn on the cob and vegetables, and also shrimps. Shrimps. Nào. We ate a lot of good seafood and had mostly juice. We had no Coca-Cola as we didn't want to have anything unhealthy. Ăn hải sản nhưng lại uống nước gì? Nước trái cây không thôi. Juice. Không uống Coca-Cola mặc dù nó đã, nhưng chúng tôi lại không muốn uống cái gì đó mà kém lành mạnh, unhealthy. Coca-Cola mặc dù nghe uống nó rất là đã khát, rất là tuyệt vời. Tuy vậy, nó chứa quá nhiều đường đúng không các bạn? Quá nhiều đường. Nó có thể gây sâu răng. À, hoặc có thể gây béo phì, unhealthy, nó không lành mạnh tí nào cả. Có nhiều thứ rất ngon nhưng không hề lành mạnh. Rồi, mô tả thêm một chút nào, bởi vì trong 2 phút chúng ta phải nói đủ ý. Mô tả thêm đi nào. Khoảng 15 người đến dự tiệc. Not too big a party. Đó, cái phần cái cụm này nó chỉ là mỗi cụm từ thôi, nó không phải là câu. Các bạn phân tích ra thì không hề thấy chủ ngữ đâu cả. Đúng không? Không thấy chủ ngữ động từ kiểu gì, nó chỉ là mỗi cụm danh từ thôi. Not too big a party. À, chữ big nó đứng tách ra rồi sau nó chữ a và party. Cũng có thể nói not a big party, not a big party, a big party. Còn là not too big a party cũng được. Đó, nhưng mà tôi lại thích tiệc cái dạng nho nhỏ cỡ này nè, 10 15 người là cũng không quá lớn đúng không, nhưng cũng có thể là không quá nhỏ nhưng đủ để nói chuyện cười vui rồi hát hò với nhau, nhảy múa hát hò 15 người thôi, đông quá thì nó lại quá loãng đúng không. Rồi mà các bạn nói ý đó đi nào, about. Nó mở miệng tự nói đi nào, trong vòng 15 giây thôi. Buộc phải mở miệng ra, đừng có đọc bằng mắt nào, mở miệng tập nói nào. About only 15 people came to the party. Not too big a party, but I like a party of that small size. We can talk and laugh and enjoy singing together. Các bạn thấy chưa? Chỉ 15 người đến, chữ came, động từ cột 2 đó, đừng nói là come nha. Còn cái câu phía sau thì đang nói về cái sở thích của mình thì chắc chắn là phải dùng hiện tại đơn thôi, được thôi. Đó, buổi tiệc 15 người không lớn đâu. Nhưng tôi lại thích cái kiểu dạng này. Đang nói về cái sở thích của mình, lập tức đổi về hiện tại đơn là thấy không? Nên trong một bài nói chúng ta có thể dùng tất cả những cái thì phù hợp để cho cái ngữ pháp phong phú, ý tưởng phong phú. Nào. About only 15 people came to the party.
Not too big a party, but I like a party of that small size. We can talk and laugh and enjoy singing together. Rồi, ý tiếp theo nha. Chúng tôi đã không chơi mấy cái trò chơi tiệc tùng giống như hồi xưa học ở trường học chúng tôi đã từng làm, như chẳng hạn như là phải trả lời những câu hỏi rất là ngu xuẩn về những về tên của người khác hoặc là đại loại như vậy. À, những cái trò chơi đó nhiều người không thích, kêu mấy cái trò đó có gì đâu mà vui. À, có người thích, có người không thích. Rồi, chẳng hạn các bạn không thích đi, là các bạn nói được cái ý đó, làm gì và không làm gì cũng có thể kể luôn. We did not play any party games like we used to when I was at the primary school, like answering stupid questions about other people's names or something like that. Vô cái bộ tiệc gì mà toàn là hỏi tên rồi đoán tên người này người kia, đâu cần thiết đâu. Nhiều người thích, nhiều người không thích. We did not play any party games like we used to when I was at the primary school, like answering stupid questions about other people's names or something like that. Đó, câu này cũng có thể phần nào giải quyết cái vấn đề này. Bộ tiệc này nó ấn tượng cỡ nào, là chúng tôi thực sự là không chơi mấy cái trò đó, nhưng lại rất là vui vẻ. We enjoy the party too much. Nói qua như vậy thôi là cũng đủ rồi, đủ đáp ứng yêu cầu rồi. Rồi, ý cuối cùng nó là gì các bạn? We enjoyed the party too much. No one came back home until 10:30. Rất là thích ha, enjoyed. Không ai về nhà cho tới 10 rưỡi hả? Đó, đây là cách nói trong tiếng Anh đó. Các bạn viết cái cụm từ này vô nào. Và đây chính là một câu giải thích. Không ai về nhà cho tới 10 rưỡi. Đó là cách nói tiếng Anh thôi. Tiếng Việt cái hiểu, cái cách hiểu của nó là mãi tới 10 rưỡi mọi người mới về. Hiểu không? Mãi tới 10 rưỡi mọi người mới về lận. 10 rưỡi đêm mà cũng là có trễ rồi ha. Việt Nam mình có cái câu đó, mãi tới 10 rưỡi mọi người mới về, mới chịu về lận. Cái câu đó nếu mà không biết cái mẫu này thì các bạn không 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 nói được bằng tiếng Anh đâu. À, nó phải có cái mẫu của nó. Thì trong tiếng Anh nó cái kiểu nó hơi ngược, không ai về nhà cho tới 10 rưỡi. Hoặc các bạn cũng có thể nói là we did not come home until, chúng tôi đã không về nhà cho tới 10 rưỡi. Cách hiểu trong tiếng Việt là mãi tới 10 rưỡi tụi tôi mới về. Nó bắt buộc phải có chữ not đây nha. Nó phải phủ định. No one cũng là dạng phủ định rồi. Để ý chuyện đó nha. No one came home until. We did not come home until. Nó phải là như vậy đó. Mẫu của nó là như vậy. We enjoyed the party too much. No one came back home until 10:30. Rồi tôi để cái phần này ở đây, các bạn tự tập trong vòng 3 phút, sau 3 phút thì biểu diễn lại. Chỉ có 3 phút để luyện tập, tự nói đi nào. Sau 3 phút, bạn kể lại. Nó to lên.
Now it's time to talk without looking. Ôi, hết giờ luyện tập. Mời các bạn biểu diễn. Chỉ nhìn vào cái cue card này. Nói tất cả những ý liên quan theo cái bài mẫu này vừa rồi đây nào. Now 2 minutes, speak up, go.